Kính chào quý vị khán thính giả. Không biết có chuyện gì mà có nhiều người hỏi thăm chúng tôi có cái câu chuyện nào về mấy con quả đen cho chia sẻ với. Thật ra thì chúng tôi có rất nhiều, nhưng mà cũng có nhiều cái cách để nói về những linh mục mà người Âu Châu, người Pháp người ta gọi là Le Corbeau Noir, tức là những con quả đen. Thì nó cũng có cái họ đã gây cái ác cảm đối với cái người Tây phương từ lâu, cho nên là ở nước Pháp đó, từ cái địa vị là gọi là con trưởng, người con trưởng của giáo hội, hồi lúc đó giáo hội cưng nước Pháp lắm, cho nên là phong là con trưởng đầu lòng gì tùm lum hết. Nhưng mà cũng chính nước Pháp là cái người họ bây giờ họ xa lìa Vatican, và có thể nói là gần như đạo Công giáo không còn sống ở nước Pháp nữa. Tôi có qua Pháp mấy lần thì có cái đám tang của bà chị tôi đó, thì bà là bà sơ, thì cái ông cha làm phép đó là ông là khai là ông làm ông phải đi luân phiên 18 cái họ đạo, 18 cái giáo xứ. Tức là ông có nói lúc nào tao cũng đi trên xe buýt đó, không có lúc nào mà ở nhà được hết, là vì hết cái họ đạo này rồi ông mới lại lo di chuyển đến cái họ đạo khác. Mà song song lúc đó, đó thì lại có thêm mấy ông cha người Phi Châu qua bên Pháp. Thành ra bây giờ tình trạng các linh mục ở bên Pháp là phải thay thế bằng linh mục Phi Châu, là vì không còn ai đi tu nữa hết, không còn ai làm muốn làm con quả đen nữa hết. Thì đó là cái tình trạng như thế đó. Thì nước Việt Nam của mình thì tôi không có ở bên trong nước, thành ra tôi không có hiểu cái địa vị của mấy ông linh mục đối với dân lương như thế nào. Nhưng mà ở Âu Châu này thì họ không còn không còn coi trọng nữa. Thì một trong những cái bài mà tôi muốn kể lại cho quý vị hôm nay đó là cũng là do một cái giáo dân tiến bộ ở Việt Nam, tên là anh Nguyễn Trọng Nghĩa. Anh có kể một cái anh ấy đi nhà thờ thì nghe mấy ông cha, mấy ông linh mục giảng, thì nhiều khi anh nó cũng bực mình lắm. Thì lâu lâu anh cũng có gửi viết viết một cái bài, thì thật ra thì viết một cái bài cũng mất công lắm, thành ra lâu lắm một cái bài mà chúng tôi nhận được đó, tức là đã có một cái sự bức bách, cho cái sự ức chế cũng quá nhiều lần thì mới có được một cái bài viết. Thì sau đây là anh nó kể về cái ông linh mục JB Nguyễn Minh Phương. Cái bài này anh Nghĩa viết hồi năm 2016 lận. Thì dầu sao đi nữa anh đi tại đạo, cho nên là anh còn đem những cái ví dụ ở trong Kinh Thánh nào là những cái người xấu họ so sánh như là cỏ lùn. Thì anh Nghĩa so sánh mấy ông linh mục này là những cái thứ cỏ lùn rất là nhiều ở trong cái cánh đồng Thiên Chúa. Phải nói thẳng vào trong cái câu chuyện là anh ấy nói là có lẽ là do cái bản chất gian xảo lừa lọc cho nên là bài giảng của mấy ông cha này luôn luôn là cứ bắt ngoéo sang những cái đạo khác để mà hạ giá những cái tôn giáo khác. Mà chúng ta thấy cái tính cách đó, đó là nó phát xuất từ cái hồi ảnh hưởng cái cuốn phép giảng 8 ngày của ông Alexander Rhodes, mà chúng tôi đã chứng minh nhiều lần ở nhiều bài. Và đây là một cái bằng chứng ảnh hưởng cái thói quen đi hạ giá tôn giáo của người khác. Trong lúc đó thì luôn miệng đòi tự do tôn giáo, nhưng mà hễ có họ có được một tí nói chuyện là họ đi mạt sát các tôn giáo khác, hoặc là họ muốn hạ giá. Đó là những cái hành động rất là gọi là hạ cấp. Tôi không hiểu tại sao lại họ lại được ở một cái địa vị mà con chiên cứ phải khúm núm cúi đầu, thì rất là bực mình. Đấy. Thì nhưng mà những cái giáo dân tiến bộ thì họ cũng rất là khéo léo, nhưng mà dù sao cũng không có tránh khỏi được những cái bực mình đó. Thì anh Nghĩa cho một cái thí dụ, một cái bài giảng của ông linh mục Nguyễn Minh Phương ở trong cái thánh lễ Chủ nhật.
ở nhà thờ Kỳ Đồng dòng Chúa Cứu Thế. Đây là cái nhà dòng Chúa Cứu Thế này nó có nhiều chuyện lắm quý vị. À, nhưng mà đây là một cái ví dụ cô đọng lại một cái ví dụ về ông linh mục này thôi, và cái bài giảng của ông móc méo cái các đạo khác như thế này thì chúng tôi không có đề cập tới những cái chuyện khác mà quý vị nghe nhà thờ Kỳ Đồng Chúa Cứu Thế đã gây ra biết bao nhiêu cái chuyện là cầu nguyện với giáo mác phá nhà ma chiến thắng gì đó quý vị biết hết rồi ha. Đây thì linh mục JB Nguyễn Minh Phương á có giảng cái lời dạy của Chúa Giêsu như thế này, là nói là không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đây thì nghe cái đoạn đó thì không có cái gì động chạm cả nha. Đó, thì nhưng mà ông ta lại xuyên tạc giáo lý của Khổng giáo và Phật giáo. Đây, đó mới là cái vấn đề. Đó. Có lẽ chúng tôi sẽ cho quý vị coi một cái đoạn video đó để chứng minh. Đây là cái ảnh chụp cái video mà linh mục Nguyễn Minh Phương đang phát biểu cái đề tài mà anh Nguyễn Trọng Nghĩa đang nói. Nhưng mà hôm nay chúng tôi tìm cái địa chỉ YouTube đó thì không còn nữa, bởi vì chắc ra nó cũng quá lâu. Xin lỗi quý vị. Đó, bây giờ với cái bản chất gian xảo của linh mục Nguyễn Minh Phương để mà gạt bỏ cái trách nhiệm của ông ta khi mà lèo lái câu chuyện trong cái bài giảng của ông ta thành một câu chuyện hư cấu thành nó giống như là một con cáo giấu đầu hở đuôi, khi mà cái tiêu đề dẫn giải cho câu chuyện á là để là củng cố đức tin của con chiên đó, nhưng mà cái kết á, của câu chuyện á, thì lại là cái chuyện hư cấu thì lại là thật, tức là dùng dữ liệu hư cấu để mà kết luận một sự việc đó. Bây giờ trước hết á, là ông đã kích Khổng giáo nhé. Ông linh mục Phương ông nói là tôi đã nói anh rồi, phía trước có cái hố không chịu tránh, rớt xuống hố ráng chịu. Vậy là Đức Khổng Tử dạy ta ăn ở ngay lành, làm lành, lánh dữ. Thế là Đức Khổng Tử đi. À, rằng thì Khổng Tử không thể cứu người mà chỉ có thể dạy người. Đến khi người mắc sai lầm thì tự chịu trách nhiệm lấy. Đó là cái câu ông chê đó. Ông chê là Khổng Tử không có cứu, không thể nào cứu người ta mà chỉ dạy người ta. Và nếu mà người ta mắc sai lầm thì người ta chịu trách nhiệm đấy, chứ không có phải cứu người như Chúa. Đó là ý của ông nói là như vậy. Đúng là như vậy, nhưng mà Khổng Tử lấy cái tu dưỡng đức hạnh cá nhân của mỗi người và hình pháp làm căn bản giáo dục con người và xã hội. Và chỉ khi mỗi cá nhân nên vẹn toàn đó thì xã hội mới vẹn toàn. Cái hình pháp đó là căn bản của giáo dục xã hội con người. Con người phải tuân theo cái luật lệ, theo cái quy ước xã hội, phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình để cho xã hội được công bằng. Thì một khi được sự tu dưỡng của bản thân đạt chuẩn mực và hình pháp công bằng thì lý tưởng con người tốt, xã hội tốt, ắt chính là thiên đường, là chỗ đó. Và một khi con người mắc sai lầm thì cái người đó phải chịu phạt, chịu hình phạt để thể hiện sự ân hận và vì sai lầm của mình. Còn nếu mà trốn tránh trách nhiệm cầu cứu để được tha thứ thì chỉ là kẻ hạ nhân, những cái bậc thấp hèn. Giáo dục của Khổng Tử là hướng về sự tu dưỡng để trở thành bậc quân tử chứ không phải là kẻ tiểu nhân. Đó, hẳn nhiên giáo dục ấy chính là cứu con người ngay khi con người chưa phạm sai lầm, và khi đã phạm sai lầm thì sẽ không phạm thêm một sai lầm khác là thành tiểu nhân. Đó mới chính là cứu người. Đó, vì sẽ giúp con người trở thành chính nhân quân tử. Nhưng mà ông linh mục Minh Phương đó thì hiểu rằng cứu người á là ra tay ban ơn một cách thực dụng, nghĩa là họ, bởi vì thật ra thì cái giáo lý của bên công giáo thì chỉ có bao nhiêu đó thôi, nói tới nói lui thì mấy ông á chỉ khoe tài á, là người ta chết rồi cứu cho sống, chứ còn không có một cái chiều sâu nào về giáo dục giống như là ở Đông Phương cả. Thế mà cứ đè cái đẹp của người ta mà hạ xuống, mà không thấy cái mà mình nói là cái nó nông cạn hơn của cái triết lý của người ta. Ông bà ta đó thì có lẽ là nghèo dốt, bề ngoài không có vẻ thông thái như mấy ông linh mục, nhưng mà cũng ông bà ta cũng đều hiểu là cha mẹ giúp cho con cái cần câu chứ không có phải cho con cái con cá. Đó là cái phương cách giáo dục rất là hay, rất là tiến bộ. Đó là cái giáo dục do tập cho con người ta cái tu dưỡng chứ không phải phải để cho người khác mắc sai lầm rồi hoặc là ỷ lại
đó mới chính là cái giáo dục, đó mới chính là cái sự cứu người, nó theo cô anh Nghĩa nói như thế đó, mà chúng tôi cũng rất là đồng ý. Rồi Linh Mục Phương á, miệt thị giáo lý của Khổng giáo không thể cứu được con người, rồi đề cao cái vai trò Chúa Giêsu. Nhưng mà Linh Mục Phương nên nhớ là trong cái Kinh Thánh có cái câu là phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được đưa lên. Thì cái này trong cái Thánh Kinh Matthew đoạn 8 câu số 11. Rồi tiếp theo đó, cái phần thứ hai là ông Linh Mục Nguyễn Minh Phương ông đã kích Phật giáo. Ông nói như thế này: anh muốn cứu hả, hãy nhảy lên khỏi miệng hố đi rồi tôi cứu anh. Cái này chắc là ông lấy trong cái bài giảng của Đức Phật. Đức Phật là ngón tay chỉ đường, chỉ đường, chỉ cho con đường tự cứu. Linh Mục Phương miệt thị rằng Đức Phật hay Phật giáo không cứu người, thì cũng giống như là chỉ trích ông Khổng Tử vậy, không có cứu người mà chỉ cho cách người tự cứu lấy bản thân. Lại một lần nữa chúng ta thấy là ông Linh Mục Phương này, ông chê cái tốt của người ta mà ông đề cao cái nông cạn của cái giáo lý của bên đạo mình. Linh Mục Phương ông tác giả nói ông mình ông Linh Mục Phương ngu. Ông ngu thêm một lần ngu nữa. Như trên đã giải thích, đã phân tích, hệ thống triết lý là để giáo dục con người và xã hội. Chỉ có giáo dục và việc tự giáo dục mới có thể cứu con người và xã hội. Nếu không có sự tu dưỡng chuẩn mực và cần thiết thì con người dễ mắc sai lầm. Đó. Chứ còn bên đạo thì cứ không có cái sự chuẩn bị cho cái con người, cho cái giai đoạn, cho cái quá trình gọi là tu dưỡng con người, mà chỉ chờ cho người ta có cái nạn gì đó rồi nhảy ra cứu, rồi khoe tài của mình là cứu, nhưng mà thật ra hên xui theo tự nhiên thôi, cũng chả có làm gì được. Nhưng mà đó là một cái kiểu niềm tin thật là sơ đẳng, và cái lúc của con người thật là con người dốt nát mới nghĩ đến cái trường hợp mà cứu người theo kiểu đó. Còn đây là cái giáo dục nó phải qua cái quá trình, đó là cái giáo dục của người ta hay chỗ đó, nhưng mà cứ chê đấy. Mà quý vị để ý đi, ở trên mấy cái diễn đàn mà tiếng nói giáo dân hay là thanh niên công giáo thì họ không, họ cứ đi theo cái bước đó, đó, tức là chê cái hay của người ta mà đề cao cái dở của mình. Một khi con người rơi xuống hố chính là mắc sai lầm, thì cái cách cứu người ấy là chỉ ra cái nguyên nhân của cái sai lầm đó, để mà kỳ sau mà mình phải khắc phục nó, để cái lần sau mình không có mắc phải cái sai lầm nữa. Đó là cái quá trình giáo dục cho người ta là như vậy, tức là chỉ ra tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sai lầm đó, đó mới là cái giáo dục, đó mới là cái cứu người, cứu cho khỏi lần sau mắc khỏi mắc sai lầm đó. Mỗi người phải tự cứu lấy mình, bản thân mình gánh, phải gánh chịu cái hậu quả do chính mình tạo ra đó, và khắc phục nó tốt nhất thì mới chính là một con người chân chính, mới xứng đáng làm người. Đó. Chứ còn theo cái đạo giáo lý của mình Công giáo đó, thì anh khi mà anh mắc sai lầm rồi đó, thì thay vì anh tìm hiểu tại sao anh sai lầm và thay vì anh chịu trách nhiệm cho cái sai lầm của mình để anh tự đứng lên, thì và nhà nhà thờ dạy làm gì? Dạy đi vô cầu nguyện, cầu xin Chúa đấy, cầu xin Chúa tha tội cho. Thì quý vị so sánh coi giữa hai cái giáo dục, coi cái giáo dục nào là hay. Đó. Phật giáo có câu ta không vào địa ngục thì ai vào, chính là để sự hy sinh vì chúng sinh. Câu ấy có so sánh được cái câu của Thiên Chúa là không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, ở trong Kinh Thánh GA 15, 13 hay không? Đó, do đó là ở cái đoạn cuối thì anh Nghĩa nói là nâng cao cái đức tin mình bằng cách đả kích cái giáo lý và đấng chí tôn của các tôn giáo khác là thật là ngu ngốc. Còn tôi ở ngoài, tôi đã bước ra khỏi cái ảnh hưởng của nhà thờ, tôi cũng nói thẳng cái điều đó là hèn hạ chứ không phải là ngu nữa. Rồi cho nên anh Nghĩa kết luận rằng chỉ có bọn Lucifer mới làm tổn hại đến giáo hội, đến Thiên Chúa. Sự ngu ngốc của Linh Mục Phương chứng tỏ Chúa Thánh Thần không có soi sáng, và chính Linh Mục cũng không biết đến ý nghĩa của kinh sáng soi là gì,
linh mục mà ngu độn thì dẫn đàn chiên về đâu? Ký tên Nguyễn Trọng Nghĩa, nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy là không phải là ông linh mục ngu mà ông được giáo dục như thế đó. Dạ, xin cảm ơn quý vị, và lần sau tôi còn nhiều cái câu chuyện về những con quạ đen để tiếp tục nữa. Kính chào quý vị khán thính giả.